Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Hiện Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa đang thẩm định các bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới do các nhà xuất bản gửi về. Vâng, sau sự đánh giá khắt khe của Hội đồng Khoa học thì các bộ sách giáo khoa sẽ còn có một sự tuyển chọn có thể nói là khắt khe hơn rất nhiều quy trình thẩm định của các Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Đó là sự tuyển chọn thông qua thực tiễn dạy học ở các cơ sở giáo dục. Năm học 2019-2020 này được coi là năm bản lề để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Và đến thời điểm này thì vấn đề được các nhà trường và phụ huynh quan tâm nhất là sách giáo khoa mới ra đời như thế nào? Việc lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy sẽ thực hiện theo quy định nào? Dòng chảy sự kiện hôm nay thì chúng tôi bàn chủ đề này với sự tham gia của tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất. Mời quý vị và các bạn đặt câu hỏi hoặc là nêu ý kiến với các khách mời qua các số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563 hoặc cũng có thể comment trên fanpage của Ban Thời sự, đó là facebook.vv1.vn. Và trước hết thì xin cảm ơn tiến sĩ Thái Văn Tài đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chào quý khán giả. Vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lê Thống Nhất ạ. Cảm ơn bạn và xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa hai vị khách mời, góp ý vào luật giáo dục sửa đổi thì các đại biểu Quốc hội có đề nghị là làm rõ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa để tránh cái xu hướng chạy để bộ sách giáo khoa của mình được dạy học ở cái trường này hay là ở một cái tỉnh nào đó, gây lãng phí cho nhà nước. Và trước khi mà bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời các khách mời cũng như là quý thính giả nghe một phóng sự ngắn sau đây. Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Quốc hội thông qua luật số 43 về luật giáo dục, trong đó điều 32 quy định chi tiết về sách giáo khoa giáo dục phổ thông và đề cập cụ thể một số điểm như sau. Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh, định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa, thực hiện xã hội hóa hoặc biên soạn sách giáo khoa. Việc xuất bản sách giáo khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang, cần có hướng dẫn cụ thể trong lựa chọn sách giáo khoa ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền và loại hình nhà trường. Cái việc lựa chọn như thế nào, cấp nào, cơ quan nào có quyền lựa chọn để sử dụng ổn định, phù hợp thì có lẽ là cái vấn đề lại phải đặt ra tiếp theo. Học sinh mà chuyển trường thì cũng phải thay sách, chuyển vùng thì cũng phải thay sách. Và liệu rằng có cái hiện tượng mà sau này thì nếu quy định như thế này, tức là muốn tiêu thụ được sách của mình thì liệu có cái hiện tượng là xúc tiến thương mại để sách của mình được vào dạy trong cái nhà trường không? Theo các đại biểu, nội dung sách giáo khoa ngoài việc cung cấp kiến thức thì phải có chiều sâu, giáo dục nhân cách, lòng yêu nước, phát huy truyền thống bản sắc dân tộc. Đại biểu Phạm Thị Thu Trang, đoàn Quảng Ngãi kiến nghị. Cần phải có sách giáo khoa do hội đồng cấp quốc gia và do chính phủ thành lập biên soạn, sử dụng được nhiều lần và áp dụng là thống nhất trong cả nước, có khoảng mở một số môn để địa phương biên soạn giảng dạy về đặc thù của địa phương. Định kỳ là 5 năm hoặc 10 năm thì hội đồng cấp quốc gia tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến để nâng cao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, theo Nghị quyết 29 và Nghị quyết 88 của Quốc hội, quy định một chương trình có một số sách giáo khoa cho những môn có cơ sở. Những người viết sách giáo khoa phải bám sát khung chương trình và khung chương trình nhất quán trong toàn quốc. Bộ đã có thông tư hướng dẫn những người được viết sách giáo khoa và sau khi viết xong có sách giáo khoa đúng quy trình quy định thì Bộ thành lập hội đồng thẩm định sách giáo khoa để thẩm định được thì mới ban hành để chủ động cho cái việc thực hiện cái đổi mới theo nghị quyết 51 từ sang năm đối với 1 và được thẩm định dựa trên cái khung chương trình sách giáo khoa và cái hội đồng quốc gia. Như vậy là không có cái chuyện mà mỗi sách một kiểu, mỗi người một kiểu. Vâng, chúng ta vừa nghe một phản ánh ngắn nêu những cái góp ý của các đại biểu Quốc hội cũng như là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bộ sách giáo khoa để triển khai cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Để mà kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là chuẩn bị sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những cái bước chuẩn bị như thế nào, thưa tiến sĩ Thái Văn Tài?
Vâng, sau khi mà thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gấp rút chuẩn bị các cái bước để thực hiện. Sau đấy thì các tác giả đã nghiên cứu thông tư ban hành chương trình và thông tư 33 về biên soạn thẩm định sách giáo khoa. Và chúng ta thấy một điều là có những cái thành công bước đầu của nghị quyết số 29, đó là tinh thần xã hội hóa trong cái việc biên soạn sách giáo khoa. Đến thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông báo và có 5 cái bộ sách giáo khoa của 3 cái nhà xuất bản rồi, có chức năng, nhiệm vụ đã trình cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định. Thì Bộ đã tiến hành thẩm định từ ngày 15 tháng 7 đến nay, gần hơn 2 tháng. Thì cho đến thời điểm này, đánh giá một cái tinh thần chung đó là cái việc mà đã thu hút được rất nhiều nhà khoa học uy tín có tâm huyết để mà biên soạn sách giáo khoa, thể hiện cái trách nhiệm rất là tâm huyết đối với cái sự nghiệp đổi mới giáo dục. Qua cái việc mà thẩm định sách giáo khoa đến thời điểm này, đánh giá một cách chung nhất thì các cái bộ sách giáo khoa được các tác giả rất là tâm huyết và chuẩn bị công phu, và có rất nhiều sách giáo khoa đã tiếp cận cái hướng hiện đại của quốc tế, đặc biệt là một số môn như là môn tiếng Anh thì đã có những cái sự hội nhập rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng có những bộ sách là do các tác giả cũng chưa tìm hiểu thật kỹ cái chương trình và các cái quy định tại thông tư 33 về cấu trúc và quy trình biên soạn sách giáo khoa. Thì đến thời điểm này thì trong tháng 10 này chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có một cái quyết định là công bố các cái bộ sách giáo khoa để cho các địa phương và các thầy cô giáo có một cái thời gian để nghiên cứu cùng với các cái sự chuẩn bị của mình để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm sau cho lớp 1. Vâng, như ông nói là hội đồng thẩm định thì đang trong quá trình thẩm định 5 bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản gửi đến, và như đánh giá chung thì những cái tác giả cũng như là những nhóm tác giả đã rất là kỳ công trong việc mà biên soạn những cái bộ sách giáo khoa lớp 1. Một cái vấn đề mà cũng được rất là nhiều người quan tâm đó là những cái thành viên của hội đồng thẩm định sách giáo khoa bao gồm những ai ạ? Ông có thể chia sẻ về thông tin này ạ? Việc thành lập Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa thì chúng ta thấy rằng là Nghị quyết 88 có nêu ra để thực hiện cái Nghị quyết 29, và gần đây nhất thì là được đưa vào thành luật, quy định tại Điều 32. Đó là những thành phần gồm các cái nhà khoa chuyên khoa học, chuyên môn đầu ngành của môn học, các nhà sư phạm đến từ các cái khoa của các trường sư phạm đại diện cho những nhà phương pháp, có các nhà quản lý đang công tác tại các cái sở giáo dục, các phòng giáo dục, và đặc biệt là lần này có quy định tối thiểu trong hội đồng có ít nhất là 1/3 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy cái môn đấy tại cái lớp đấy và tại các cái cơ sở giáo dục. Vậy thì về cái quy định đấy thì chúng ta thấy rằng là cái sự đa dạng, đa chiều của thành phần hội đồng thẩm định nó thể hiện một cái việc là chúng ta có một cái sự đánh giá rất là bao quát và toàn diện đối với một cái bản thảo sách giáo khoa. Đặc biệt đối với lớp 1 thì Bộ trưởng đã chỉ đạo là cần quan tâm đến yếu tố vùng miền đối với số lượng giáo viên tham gia thẩm định sách giáo khoa. Vì vậy khi thiết kế hội đồng thì thưa với quý khán giả rằng là chúng tôi đã tính đến là giáo viên có đại diện ở các cái vùng miền khác nhau, có miền Nam, có vùng trung tâm, thành phố lớn, có những giáo viên đến từ vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, có những nơi rất là khó khăn, để các thầy cô khi mà tham gia vào hội đồng thì có những cái nhìn toàn diện nhất đối với sách giáo khoa, và đặc biệt là sách giáo khoa đối với lớp 1. Như vậy là hội đồng thẩm định của sách giáo khoa thì bao gồm những thành phần rất là đa dạng, và đặc biệt là có sự tham gia của những giáo viên, những người mà trực tiếp đứng lớp, và cũng chú ý đến vùng miền. Đó là một cái điều mà xã hội luôn mong muốn từ trước đến bây giờ, là khi mà trong việc lựa chọn hay là thẩm định sách giáo khoa thì mong muốn là luôn có những người mà trực tiếp đứng lớp từ thực tế để mà lựa chọn những cái bộ sách giáo khoa ý ạ. Xin hỏi là tiến sĩ Lê Thống Nhất ạ, theo ông thì việc thẩm định sách giáo khoa trong cái bối cảnh mà có một chương trình và một số bộ sách giáo khoa thì có cái điểm gì khác biệt so với việc trước đây chúng ta thẩm định sách giáo khoa, một bộ sách giáo khoa? Với cái tinh thần mà một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau như vậy thì cái trách nhiệm của hội đồng thẩm định quốc gia sẽ lớn hơn. Đấy. Và tôi có theo dõi thường xuyên cái hoạt động này, để mà trước khi mà hội đồng quốc gia làm việc ấy,
thì tôi thấy là Bộ Giáo dục Đào tạo chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Có hẳn một cái hội thảo 2 ngày để mà góp ý cho cái tài liệu tập huấn cho tất cả các cá nhân nào có thể vào hội đồng thẩm định. Như vậy là trước khi vào hội đồng thẩm định ấy, thì từng cá nhân một đã được tập huấn để hiểu rõ được cái tinh thần của cái thông tư 32/2017 và thông tư 33/2017. Đấy là những cái mà kim chỉ nam rất rõ ràng cho cái đổi mới lần này của cái chương trình, của cái mục tiêu giáo dục mới. Và do cái thay đổi mục tiêu giáo dục mới cho nên cái yêu cầu cụ thể, rất cụ thể về sách giáo khoa đã được hướng dẫn rất rõ, và kể cả quy cách thẩm định cũng như là quy cách của sách giáo khoa mới. Thì tôi nghĩ rằng là với nhiều bộ sách giáo khoa như vậy thì hội đồng lại có một cái thuận lợi là có thể đối chiếu được để thấy rằng là với một cái chương trình mới như vậy, của lớp 1 như vậy, nhưng cách thể hiện đa dạng khác nhau. Và tôi nghĩ là với cách thể hiện nào ấy mà đạt được những cái quy định đề ra ở thông tư 33 và thông tư 32 thì chắc chắn là những cuốn sách giáo khoa đó sẽ được thông qua để có thể mà áp dụng cho toàn quốc. Vâng, các nhóm biên soạn thì cũng cần bám sát vào những cái thông tư 32 và thông tư 33 để mà có thể đi đúng cái tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới, đúng không ạ? Vâng, trách nhiệm là một cái từ mà luôn gắn với những cái hội đồng và cũng là mong muốn của bất kỳ một người dân nào. Vậy thì theo ông Thái Văn Tài, làm thế nào để mà chúng ta thẩm định những cái bộ sách giáo khoa đảm bảo được tính khách quan, công bằng và chọn được những cái bộ sách chất lượng? Chúng ta đây cũng phải hiểu rõ về quy trình làm việc của hội đồng. Trước hết thì khi mà một thành viên tham gia vào hội đồng thì như Tiến sĩ Lê Thông Nhất có nhận xét ấy, thì là tất cả các thành viên được dự kiến mời tham gia vào hội đồng sẽ là phải được tập huấn để tìm hiểu về chương trình. Cái đó là rất quan trọng. Vì chương trình lần này chúng ta thay đổi về mục tiêu, mục đích của cái tiếp cận về phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Vì vậy chúng ta sẽ thay đổi từ cách thiết kế mạch nội dung cho đến các cái phương pháp giảng dạy. Từ đấy thì nó mới hình thành được cái, đạt được cái mục tiêu của chương trình. Vì vậy thì bước đầu tiên là Bộ Giáo dục và Đào tạo mời tất cả những thành viên được dự kiến vào để mà được dự kiến mời vào thành tham gia hội đồng thẩm định, được tập huấn với trên một cái sự chuẩn bị tài liệu như là Tiến sĩ Lê Thống Nhất nói vừa rồi. Có sự góp ý của các chuyên gia quốc tế về tài liệu này. Cái thứ hai, sau khi mà được tập huấn rồi thì sẽ thiết kế thành phần của hội đồng như chúng tôi nói ở trên, là có đầy đủ đại diện các thành phần, trong đó có cả giáo viên. Và khi mà có bản thảo sách giáo khoa được gửi đến thì hội đồng, thành viên hội đồng sẽ có 15 ngày để đọc độc lập cái bản thảo sách giáo khoa này. Và sau 15 ngày đọc độc lập thì hội đồng sẽ làm việc tập trung. Và trong ngày làm việc tập trung đầu tiên thì được mời tác giả đến để trình bày cái dự thảo bản thảo sách giáo khoa của mình. Và sau khi nghe trao đổi ý tưởng của tác giả về cái bản thảo sách giáo khoa của mình thì hội đồng có 7 ngày làm việc tập trung để thảo luận trên tinh thần mạch kiến thức theo quy định của chương trình ở thông tư 32 và những cấu trúc cần đạt, cần quy định cho một bản thảo sách giáo khoa trong thông tư 33 với các cái tiêu chí minh chứng cần đạt rất là cụ thể, thì hội đồng sẽ bỏ phiếu đánh giá dựa trên các tiêu chí đấy. Và trước khi công bố kết luận của mình thì hội đồng lại mời tác giả đến để nghe cái nhận xét kết luận của hội đồng. Và nếu tác giả thấy ở chỗ nào mà đang còn cần trao đổi lại thì lúc này tác giả sẽ có quyền thảo luận lại với hội đồng. Và nếu như những tình huống nào mà giữa tác giả với hội đồng thông thống nhất được thì ban tổ chức sẽ mời một cái lực lượng độc lập thứ ba. Vậy là chúng ta thấy rằng là tất cả các tình huống, các bước làm việc của hội đồng thì vô cùng khách quan, minh bạch và vô cùng dân chủ giữa thẩm định sách giáo khoa và tác giả. Đây thì với quy trình này thì với những cái quy trình làm việc như thế thì chúng tôi có một cái nhận xét chung rằng là các tác giả rất là đồng tình với những cái cách làm đấy và rất là cảm ơn hội đồng đã chỉ ra cho những cái cần phải chỉnh sửa đối với sách giáo khoa để làm sao đó sách giáo khoa khi đến được với học sinh thì đó là những bản thảo sách giáo khoa tốt nhất và tập trung được nhiều tâm huyết và trí tuệ của nhiều lực lượng nhất. Dạ, vâng ạ. Trong cuộc trao đổi hôm nay thì chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi trực tiếp của thính giả và xin mời các khách mời cùng đeo tai nghe để chúng ta nghe cuộc gọi của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Vâng, xin chào biên tập viên và hai vị khách mời. Vâng, xin mời thính giả giới thiệu họ tên và đặt câu hỏi với hai khách mời ạ. Vâng, tôi tên là Minh Ngọc Lâm, tôi tỉnh Đắk Lắk. Cho tôi hỏi hai vị khách như thế này. Chúng ta cải cách về sách thì là cái này là tốt rồi để chúng ta hòa nhập với thế giới. Nhưng liệu rồi chúng ta cải cách như vậy, liệu con em có phải đi học thêm nữa không ạ? Cho tôi xin hết ý kiến. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của thính giả. Đi học thêm là một vấn đề mà rất là được các phụ huynh quan tâm ạ. Vậy xin mời tiến sĩ Thái Văn Tài trả lời câu hỏi. Trước hết thì xin cảm ơn bác thính giả đã quan tâm và đưa ra một cái nội dung rất là được nhiều người quan tâm đối với ngành hiện nay. Và cũng cho tôi cơ hội để nói rõ hơn cái mục tiêu của chương trình sắp tới. Trước hết thì chúng ta phải thưa với các bác là mục tiêu và mục đích của chương trình lần này là chúng ta thấy cái đích đến của chương trình được chương trình giáo phổ thông mới này là sẽ hình thành nên phẩm chất năng lực của người học. Vậy thì như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã nhiều lần phát biểu là trước đây chúng ta tiếp chương trình hiện hành là giúp cho các em là biết được cái gì, biết được cái gì và càng nhiều kiến thức thì càng thể hiện là em đấy là giỏi hơn các em khác. Nhưng mà chương trình lần này ấy, thì tập trung vào giải quyết một vấn đề, đó là giúp cho các em làm được cái gì. Vì vậy chắc chắn rằng trong chương trình mới thì cái cách tiếp cận nội dung phương pháp sẽ làm cho là giáo dục đến từng cá thể và tập trung vào hình thành và phát triển phẩm chất năng lực người học và không quá nặng về các cái kiến thức kỹ năng như chương trình hiện hành. Còn đặc biệt đối với chương trình của lớp cấp 1 thì là học 2 buổi trên ngày, với mục tiêu của chương trình là tất cả những nội dung nhiệm vụ học tập, những cái nội dung cần liên quan đến học tập thì các con sẽ giải quyết ngay ở trên lớp. Và để về nhà thì các con có thêm thời gian, có thêm những cái không gian để mà trải nghiệm những cái kiến thức này ở trên lớp để cùng với bố mẹ, cùng với người thân để hình thành nên những phẩm chất năng lực của các con. Đấy, và ở tương tự như vậy ở trung học cơ sở và trung học phổ thông thì với cái cách thiết kế là tích hợp rồi là phân hóa đến đối tượng người học thì chắc chắn cùng với cái đổi mới đánh giá thì một trong những vấn đề mà bác nêu vừa rồi sẽ được cải thiện và sẽ giải quyết trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Dạ vâng, với việc mà thay đổi mục tiêu cũng như là định hướng giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới là từ trang bị kiến thức chuyển sang phát triển năng lực cho học sinh thì như ông Thái Văn Tài nói là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm là sẽ không có cái tình trạng dạy thêm học thêm như hiện nay nữa. Tiến sĩ Thái Văn Tài thì đã phân tích và nêu rất là rõ những cái thông tin về thành phần của hội đồng thẩm định sách giáo khoa cũng như là cái quy trình làm việc ạ. Còn tiến sĩ Lê Thống Nhất dưới cương vị là một chuyên gia độc lập thì theo ông thì để mà chọn được cái bộ sách giáo khoa đúng với cái định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, một bộ sách giáo khoa tốt với mong muốn của giáo viên và học sinh thì theo ông ngoài cái việc mà gắn vào thông tư, đi theo đúng cái thông tư 32 và thông tư 33 thì cần có những cái yếu tố gì nữa? Bây giờ ta phải thống nhất cái này, tức là đã khi mà được gọi là sách giáo khoa rồi thì có nghĩa là qua thẩm định rồi và bộ trưởng quyết định cho dùng rồi, thì có nghĩa là về những cái điều mà theo đúng như là thông tư 3332 là đã có chuẩn rồi. Bây giờ các địa phương chỉ còn lựa chọn mỗi một điều nữa thôi, là xem bộ nào ấy nó phù hợp với địa phương mình hơn. Đấy, bởi vì chúng ta sẽ hình dung rằng là tôi nghĩ rằng chẳng hạn như là giáo viên ở Cao Bằng chẳng hạn thì sẽ lựa chọn sách có thể rất có thể là khác với Hà Nội, đúng không? Vì vậy cho nên là chính về cái sự đổi mới mà từ cái nghị quyết của Quốc hội như vậy ấy, thì cái sự lựa chọn của các cái vùng miền nó sẽ thuận lợi hơn thôi. Chứ còn tôi tin rằng là khi mà nó được thông qua mà quyết định là sẽ cho qua rồi thì chúng ta không cần cấn cá gì, đúng không? Về đúng mục tiêu hay không nữa, mà chỉ còn một điều nữa là phù hợp với vùng miền mình hay không mà thôi. Dạ, vâng. Có một cái hướng mở trong chương trình giáo dục phổ thông mới tới đây là các địa phương có quyền chủ động lựa chọn những cái bộ sách mà phù hợp với địa phương mình, như tiến sĩ Lê Thống Nhất vừa nêu. Và hiện nay thì dư luận vẫn hết sức quan tâm tới câu chuyện là hội đồng thẩm định sách giáo khoa đã loại bộ sách của bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại đấy ạ. Vậy tiến sĩ Thái Văn Tài có thể chia sẻ thêm thông tin về câu chuyện này? Trước hết thì như tôi đã nói ở trên thì cho đến thời điểm này thì có 5 bộ sách của 3 nhà xuất bản trình lên cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.
chúng ta thấy rằng là 5 bộ sách tương ứng với 9 môn học thì có nghĩa rằng là có đến 45 cái bản thảo sách giáo khoa được hội đồng thẩm định lần này. Và cũng xin được cung cấp với quý khán giả thấy rằng là trước hết sách được hội đồng thẩm định đánh giá ở hai cái thông tư. Thứ nhất là thông tư 32 về ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và dựa trên đáp ứng nội dung theo thông tư 32 thì những cấu trúc, những quy định là sách giáo khoa thì được quy định tại thông tư 33. Và trong 5 cái bộ sách với tương ứng gần trên 40 cái bản thảo sách giáo khoa thì cho đến thời điểm này hội đồng đã có 9 cái bản thảo sách giáo khoa là đều được không đạt. Chưa đạt đúng không ạ? Và đa phần xong vòng 1 thì các sách giáo khoa đều đạt ở cái mức thứ 2, gọi là đạt nhưng cần phải sửa chữa. Vậy thì có 3 mức. Mức 1 là đạt, mức 2 là đạt nhưng phải sửa chữa, và mức 3 là không đạt. Thì ở cái mức đạt nhưng phải sửa chữa và không đạt thì tác giả có quyền chỉnh sửa lại để được thẩm định lại, chứ không phải là hết cơ hội. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là có 9 bản thảo đều được hội đồng đánh giá không đạt cho đến thời điểm này. Và trong đấy thì có sách 2 cái bản thảo của giáo sư Hồ Ngọc Đại là Tiếng Việt 1 và Toán 1. Thì chúng tôi thấy là đây, khi mà hội đồng làm việc thì có nghe tác giả báo cáo, rồi cũng được mời tác giả lên để mà thông báo cái kết luận của mình. Và nếu tác giả có ý kiến thì tác giả cũng có quyền có ý kiến một cách chính thức với hội đồng và với Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái kết luận của hội đồng. Nhưng mà đến thời điểm này thì chưa có một tác giả nào trong 9 cái bản thảo được đánh giá là không đạt đấy có ý kiến một cách chính thức với hội đồng và có một ý kiến chính thức với Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái kết quả này. Đấy, vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái câu chuyện bình luận trong thời gian vừa qua đối với giáo sư đối với bộ sách của giáo sư Hồ Ngọc Đại thì chúng ta cũng thấy cần phải xem xét rất nhiều chiều. Trong đấy có yếu tố lịch sử, nhưng cái tiên quyết để thực hiện hiện nay đúng với cái vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thực hiện đúng luật. Và luật quy định tại điều 32 là sách giáo khoa phải cụ thể hóa chương trình. Vì vậy, những bộ sách nào mà không đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì chúng ta, hội đồng phải rất là nghiêm khắc ở đây để chúng ta thể hiện cái sự công bằng giữa tất cả các sách. Và điều quan trọng ở đây là chúng ta thực hiện đúng luật. Mọi công dân thì đều sống theo hiến pháp và pháp luật. Đấy, thì tôi xin nói góc độ khía cạnh đấy. Còn chắc chắn là tiến sĩ Lê Thông Nhất thì có những cái, có thể là có những cái góc nhìn khác về cái ấy, thì xin có thể là tiến sĩ Lê Thống Nhất trao đổi thêm. Vâng, trước khi mà hỏi ý kiến tiến sĩ Lê Thống Nhất một cách khách quan, ở góc nhìn khách quan, thì xin mời hai vị khách mời nghe tiếp một cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo, xin chào thính giả. Rồi. Vâng, xin mời thính giả đặt câu hỏi với khách mời ạ. Câu hỏi là bây giờ Bộ Giáo dục đưa ra cái sách giáo khoa mới mà đưa ra gần như là cơ chế thị trường ấy, đâu đâu cũng đưa ra được, nên là tôi vẫn Bộ Giáo dục phải chủ động quay đặt ra một cái bộ sách giáo khoa cho nó chuẩn. Để như thế thì tôi thấy nó ấy, hai nữa là cái học thêm học đếm trên giảng đường thì mà trên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì trên TV cứ nói là không, như tôi ở quê này cứ học thêm học đếm để dạy chui dạy nổi. Tính toán cái công chức nhà nước đưa tiền lương người ta ổn, người ta nghỉ ngơi, như bây giờ giáo viên cũng vất vả, rồi học sinh vất vả thêm, trong này phụ huynh vất vả thêm nữa. Vâng. Đấy. Vâng. Vâng, xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi ạ. Và nói về vấn đề học thêm thì tiến sĩ Thái Văn Tài đã chia sẻ cho là thính giả chưa nghe kỹ ở phần trước của chương trình. Còn câu này thì xin mời tiến sĩ Lê Thống Nhất ở một góc nhìn khách quan hơn thì ông có thể chia sẻ với thính giả vừa rồi ạ. Kính thưa bác, là trước hết là phải khẳng định rằng là chưa có quyển sách giáo khoa nào ra đời, sách khoa mới là chưa có cái quyển nào ra đời. Và vì vậy cho nên là cơ thế thị trường hay không cơ thế thị trường học tạo cũng chưa thấy. Thế còn riêng về chuyện học thêm thì ban nãy tiến sĩ Thái Văn Tài đã nói rồi. Thì ở đây với cái góc độ mà tôi theo dõi rất nhiều năm về cái xã hội mình về giáo dục, và đặc biệt là kể cả chuyện dạy thêm học thêm. Thế thì
có thể nói rằng là nhiều khi ấy, là học ở trường đã đủ rồi. Tuy nhiên, đã có lần tôi nói là rất nhiều phụ huynh bây giờ ấy, là tự tạo áp lực cho con mình. Lẽ ra là học thế là được rồi, nhưng lại vẫn muốn con mình phải học thêm nữa để làm sao mà lại hơn các bạn khác. Và do cái áp lực ấy, thì có nghĩa là phụ huynh tự tạo áp lực. Kể cả nhiều khi, kể cả cháu tôi nghĩ rằng là không cần đi học thêm, nhưng bố mẹ cháu vẫn cảm thấy là cần cho cháu đi học thêm. Đấy. Còn những cái tiêu cực trong xã hội như là giáo viên mà tìm cách để ép các học sinh đi học thêm mình ấy, thì cái đấy tôi cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải ngăn chặn và kỷ luật rõ ràng. Đấy. Thế còn với tinh thần như là tiến sĩ Thái Tài vừa nói, với cái mục tiêu ấy, phát triển năng lực, thì phát triển năng lực không phải là anh học càng nhiều thì càng phát triển năng lực, không phải. Mà vấn đề anh học đúng cách, dạy đúng cách, đúng không? Thì khối lượng kiến thức có thể ít hơn, nhưng mà lại năng lực lại phát triển hơn. Vì vậy cho nên là khi triển khai cái chương trình giáo dục mới 2018, thì các phụ huynh cũng yên tâm rằng với sự chỉ đạo đồng bộ, thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nạn mà cố tình phụ huynh bắt con mình học thêm, hoặc là giáo viên bắt học sinh mình học thêm, chắc chắn là sẽ được hạn chế. Dạ, vâng. Và với việc mà học 2 buổi trên ngày ở bậc tiểu học, khi mà chúng ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thì các em đã được trang bị đầy đủ kiến thức ở trên lớp rồi ạ, và sẽ không có cơ hội hoặc là có thời gian để mà học thêm nữa đó, như tiến sĩ Thái Văn Tài đã chia sẻ trước đó. Và chúng ta trở lại với câu chuyện của bộ sách công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại ạ. Tôi cũng rất muốn nghe ý kiến ở góc nhìn khách quan của tiến sĩ Lê Thống Nhất, thì ông suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này, về câu chuyện mà sách giáo khoa công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại không đạt khi mà áp dụng vào cái thông tư 32 và thông tư 33 của Hội đồng Thẩm định sách giáo khoa ạ? Tôi thì không bình luận về cái chuyện đạt hay không đạt. Bởi vì cái chuyện đạt hay không đạt là cái chuyện của Hội đồng Quốc gia Thẩm định giáo khoa. Nhưng mà tôi chỉ bàn mỗi một cái, tức là về những cái dư luận xã hội hay là những cái bài báo ấy xoay quanh cái chuyện là 2 cái cuốn sách của công nghệ giáo dục là được xếp loại không đạt. Thế thì thứ nhất là chúng ta phải hình dung rằng là kể cả các cái cuốn sách giáo khoa hiện hành chúng ta thực hiện, thực ra nó cũng chẳng có khuyết điểm tội lỗi gì. Chứ không phải là những cuốn sách giáo khoa hiện hành hiện nay ấy là có khuyết điểm gì đó chúng ta thay đổi. Mà nó phải thay đổi là vì sao? Như ban nãy tiến sĩ Thanh Tài nói, đó là mục tiêu đổi mới giáo dục của chúng ta sắp tới là thay đổi mục tiêu từ chỗ giảng dạy cung cấp kiến thức cho học sinh sang giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Và với mục tiêu đó thì đương nhiên là yêu cầu về sách giáo khoa, yêu cầu về thay đổi phương pháp giảng dạy nó phải thay đổi. Vì vậy cho nên là chỗ này này, rất nhiều bài báo khi mà gọi là cũng có ý là bất ngờ với cái chuyện mà cái 22 cuốn của công nghệ giáo dục không đạt, là có đưa ra những con số, ví dụ như hơn 900.000 học sinh đang học, tại sao bây giờ lại không đạt? Đương nhiên nó không đạt bởi vì nó có thể đạt theo chương trình hiện hành, theo chương trình cũ, mà không đạt theo chương trình mới, đấy là chuyện bình thường. Bây giờ tôi nói rất đơn giản thôi, bây giờ sách tiếng Việt của cô Lanh, đúng không ạ? Không phải là 900.000 mà 7 triệu học sinh đang học. Thì khi chúng ta triển khai chương trình lớp 1 mới, lập tức sách cô Lanh hiện nay cũng không dùng được nữa. Bây giờ mà cô Lanh ấy mà đưa cái quyển tiếng Việt 1 mà đưa trình vào Hội đồng Thẩm định Quốc gia thì tôi nghĩ cũng không đạt. Không phải vì không tốt. Vì nó không theo đúng cái thông tư 32 và thông tư 33. Và chủ yếu tôi biết là những trường hợp không đạt là do vi phạm thông tư 32. Đấy, vì vậy cho nên là chúng ta phải hình dung rằng là nhiều khi đưa những con số hơn 900.000 học sinh đang học bây giờ tại sao lại bỏ. Thì nên nhớ là kể cả sách toán đấy của nhóm tác giả Đỗ Đình Hoan thì cũng khoảng 7 triệu học sinh đang học. Đấy, rồi sách của cô Lanh cũng 7 triệu học sinh đang học. Mà tôi thấy tất cả các tác giả đó, rất nhiều tác giả của sách giáo khoa hiện hành hiện nay thấy rằng cần phải viết lại giáo khoa của mình. Và tôi biết đã viết lại. Và người ta cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên là đối với thầy Đại thì có thể là không thỏa mãn. Đấy, và lại tôi biết được rằng là khi Hội đồng Thẩm định có mời đại diện tác giả công sách công nghệ lên trao đổi rất rõ ràng, đến 300 chi tiết cần sửa, nhưng mà cũng không có tranh luận gì, đúng không? Và có thể về rồi có thể là
phát biểu với báo chí vân vân này nọ, thì tôi nghĩ cái cách làm việc như vậy không phải là cách làm việc của nhà khoa học. Và nếu theo dõi có khá nhiều bài báo liên quan đến cái chuyện là hai cuốn sách của công nghệ giáo dục bị loại, tức là nói là không đạt chứ không phải là bị loại, thì khi mà chia sẻ trên mạng xã hội thì không phải là cộng đồng tất cả đều ủng hộ bài báo đó đâu. Đấy. Và trong nhiều bài báo thì thậm chí người ta còn đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo là chấm dứt cái kiểu, đúng không? Nó không mạch lạc, không rõ ràng. Đấy. Lúc thì không ai thẩm định, lúc thì có thẩm định, nhưng mà chúng ta nên nhớ là bộ sách của thầy Đại riêng môn tiếng Việt ấy, là thẩm định dùng ngắn hạn và được thẩm định được sử dụng cho hơn 900.000 học sinh, là được sử dụng đối với chương trình hiện hành, chứ không phải là trước đây đã thẩm định được rồi mà tại sao bây giờ không thẩm định được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là về mặt khoa học ấy, đấy, thì cái chuyện không đạt là chuyện bình thường. Và không phải là hết hy vọng. Giáo sư Hoàng Ngọc Đại với nhóm tác giả hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo đúng tinh thần của thông tư 32 và 33 để mà có thể thẩm định trong một cái vòng, trong một đợt mới. Dạ vâng ạ. Tôi cũng xin thông tin thêm là trong cái văn bản mà Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ấy có gửi để trả lời Trung tâm Công nghệ Giáo dục khi mà gửi phản hồi kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng như là Thủ tướng Chính phủ về việc mà bộ sách giáo khoa của giáo sư Hồng Đại bị loại ấy, thì là trong văn bản này cũng có nêu rõ, cũng có mong muốn là bộ sách nhóm chỉnh sửa để được phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới mà cũng góp phần để vào chương trình giáo dục phổ thông mới. Và tôi cũng xin dẫn lời của ông phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, tổng thư ký Hội Ngôn ngữ Việt Nam, thì cũng ông cũng có nêu là chúng ta phải dần hướng tới cái việc mà coi cái việc không đạt hoặc là cái việc mà chưa hoàn thiện là một cái điều rất là bình thường, hoặc là việc bị chê thì cũng rất là bình thường thôi, chứ không có cái gì ghê gớm để chúng ta có thể coi cái việc đấy là nặng nề. Đó là điều tôi cũng rất là muốn chia sẻ với các thính giả. Và chúng ta đã trải qua hai lần đổi mới sách giáo khoa rồi ạ. Vậy thì các khách mời có cái kỳ vọng gì vào sự đổi mới chương trình sách giáo khoa lần này với những cái mục tiêu mà chúng ta đưa ra rất là rõ ràng như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi này của biên tập viên thì chúng xin được cung cấp cho quý thính giả một cái chi tiết. Tức là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có nhận được một cái tâm thư của tiến sĩ khoa học Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào, đại diện cho một cái tổ chức của một cái trung tâm thuộc nhà xuất bản giáo dục. Thì đây không phải rằng là một cái khiếu nại hay là một cái thể hiện chính thức đúng quy định của tác giả hay là của nhà xuất bản trình, mà đây là một cái tâm thư thể hiện một cái nguyện vọng thôi. Vì vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo rất là trân trọng và có rất là nghiêm túc xem xét và có trả lời tiến sĩ Nguyễn Kế Hào cũng như là tập thể cán bộ ở trung tâm bằng cái văn bản này, và như biên tập viên nói. Vậy thì chúng khẳng định lại đây là một cái tâm thư chứ không phải là một cái ý kiến là phản đối hay là ấy, mà đây cũng không đúng với quy định của pháp luật là tác giả phải chính thức lên tiếng và đơn vị trình ở đây là nhà xuất bản phải chính thức lên tiếng để không lên tiếng. Có một cái việc nó đúng với quy định. Còn đây là một cái tâm thư và Bộ Giáo dục cũng rất là trân trọng mọi cái ý kiến phản hồi và đã có trả lời rất là nghiêm túc. Trả lời sau một ngày đúng không? Vâng, ngày 24 nhận được đơn tâm thư đấy thì ngày 25 là có ý kiến trả lời bằng một công văn và đường hành chính. Còn về cái kỳ vọng ở đây thì chúng tôi thấy rằng với tư cách là một nhà giáo đã từng công tác và được trải nghiệm trong các cái chương trình trước đây và chương trình hiện hành, thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái cơ hội rất là quý và một cái sự cố gắng của toàn hệ thống chính trị để mà đổi mới căn bản giáo dục và đổi mới toàn diện. Chúng ta đang hướng đến là công dân toàn cầu và cũng có những cái cách tiếp cận để làm sao mà thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam hòa nhập được rất là tốt và hòa nhập rất sâu vào trong cái nền kinh tế của thế giới cũng như là các cái nền văn hóa, thì chúng ta phải chấp nhận có một cái sự thay đổi. Và thay đổi ở đây là thay đổi cho cả một giai đoạn. Và một cái giai đoạn thì nó có một cái vòng đời của nó có sinh ra, nó có trưởng thành và đến một lúc nào đó nó thể hiện cái sự bất cập của nó để chúng ta lại tiếp tục thay đổi. Vậy thì khi tiến hành triển khai cho một giai đoạn thì những cái đầu tiên ban đầu luôn luôn là khó khăn và chúng ta phải cố gắng vượt qua để làm sao chúng ta hướng đến cái sự trưởng thành và cái sự
rất là hoàn thiện cho cái giai đoạn sau. Cho nên là rất mong là tất cả các cái lực lượng xã hội cùng với ngành giáo dục chúng ta cùng quan điểm để làm sao cho quý thầy cô và những người làm công tác giáo dục sẽ vượt qua cái giai đoạn này. Dạ. Đấy, chương trình thì mới, mục tiêu thì mới, nhưng có hai cái rất là cũ, đó là đội ngũ chúng ta cũ. Đội ngũ là đội ngũ giáo viên là dự hầu như là hiện hành đang sẽ triển khai. Rồi là cơ sở vật chất thì chúng ta cũng chưa đủ nguồn lực để mà đổi mới nhiều. Vậy thì trong hơn ai hết trong thời điểm này rất mong nhận được những lời động viên, những lời chia sẻ, những cái cộng đồng trách nhiệm để cho thầy cô cố gắng hơn, tự tin hơn và tiếp tục cống hiến cái tâm huyết này để vượt qua cái giai đoạn đầu của chương trình. Đây là cái điều mà chúng tôi vô cùng mong muốn. Xin mời ý kiến của tiến sĩ Lê Thống Nhất ạ. Mình chỉ nói rất ngắn gọn là khi mình trưởng thành rồi thì mình chứng kiến các lần thay đổi sách giáo khoa. Thì lần này là cái lần mà làm bài bản. Và không những bài bản mà tương đối là công khai trên truyền thông. Để mà có thể có những người không được mời vào những vị trí này, vị trí kia của cái lần thay sách này thì đều biết rất nhiều thông tin. Chứ lần trước tôi cảm thấy ngay bản thân tôi rất quan tâm đến cái chuyện thay sách, nhưng mà hầu như mình chẳng có bực thông tin gì cả. Nhưng lần này á thì là thông tin nó rất rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng là khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo công khai các cái thông tin ấy liên quan đến cái chuyện đổi sách này thì cái sự minh bạch nó tốt hơn. Và sự cố gắng của hội đồng cũng như của tác giả nó sẽ tốt hơn. Bởi vì xã hội là hoàn toàn là có nhiều thông tin để mà có thể bình luận đúng được. Thì tôi nghĩ rằng là tuy chúng ta có rất nhiều khó khăn đấy, về đội ngũ, đúng không, về cơ sở vật chất, nói như là tiến sĩ Tam Văn Tài, tôi vẫn tin rằng từng bước một là chúng ta có thể thành công được trong cái lần đổi mới này. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Thái Văn Tài và tiến sĩ Lê Thống Nhất đã tham gia chuyên mục Dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. Và thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy thông tin